Chào bà con, sau tháng như lễ thì bắt đầu rất đông người muốn chụp hình cảnh trang hoàng Giáng sinh ngày hôm nay. Thì coi như ai cũng muốn chụp hình lưu niệm một chút xíu nào đó sau buổi dịch xảy ra ở trên thế giới. Nhìn vô chút gì nhiều không? Cầm tay bấm. Where's your other sister? Okay, let's team up. 3, 1. Yeah, và xin được bán đến mạng vụ bán view là xe thoát xe hớt nó nằm ở bên tay phải của lãnh đài. Coi số người rất là đông bà con. Bây giờ mình bay tới kia bắt đầu mình chụp. Coi như rất là hiếm có dịp để mà chụp chung với gia đình nha. Con cái thì không có dịp để chụp hình chung. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ nó lớn rồi thì coi nó không muốn đi chung với cha mẹ nữa. Thì có dịp lễ như vậy là coi như rất là tốt. Đi đâu vậy? Hả? Đâu rồi? Đây tiền đặt kia vô kia rồi, vô kia. Kia đó, vô. Xin. Vô trong kia. Merry Christmas everybody. Để xin ban thanh trưởng và thanh niên dùng chỗ này tấm lòng cho bạn trẻ chưa được vệ sinh còn lại thì xin vui lòng là lên giúp chúng tôi nha. Lấy dọn mà bàn thờ cũng như là mang ghế ra xe nha. Bỏ cái ghế đây con. Đó. You want to keep it? One, two, three. Chú đang quay phim mà hả? Ok, all right. Rồi, nhiều cái rồi. Là cảm ơn. Ok. Đi là chụp cho bé này. Đã đi tính bộ mà không chắc khỏi kênh để vô everything ok. Ok, đây là chụp cho mommy daddy. Xếp tỷ hả? But the Blackwater's dad just looks so camouflaged. Look at Superman. Có còn thâu không? Còn ok. Bây giờ mấy mới ra nó như nó còn nhớ nhận ra được. Okay. Rồi mới được có chụp không? Rossi, thế nào có muốn chụp không? Chụp đây không? Quay số người chụp muốn chụp hình rất là đông bà con. Bây giờ thì mình kiếm chỗ chụp hơi khó. Bây giờ ai cũng muốn hết. Thank you.
Yeah, you come here, they can see his friend. Yeah, mấy đứa nó về.